Dạ, gần đây thì cũng mau Dạ, dạ rằng. Mới bị lâu rồi. Dạ bị gần 2 tháng, gần hơn 2 tháng thầy. Dạ, mà lúc đầu nó tự dở lên cái nó bị dập bể thầy, dập bể mà thôi thuốc hoài không hết, rồi cái sau này tự tập thể dục mà ở trên mạng chỉ rồi tập hoài không hết, rồi cũng rồi cái tự nhiên cái 3 tuần sau cái dở lên thấp chứ không dở cao được thầy. Hôm nay có đi bác sĩ hay đi ai chữa gì không? Dạ có đi hai lần thầy, Dạ. đi xuống dưới đeo thang với lại đi gần nhà nữa mà sao chị nói với lại thầy hiếu sĩ hay đi hai chỗ mà về đông hơn thầy, Dạ. mà về dở yếu hơn đó. Ngồi ngay này, ngồi ngay, ngồi ngay, ngồi thẳng. Đau hả? Dạ. Nào. Dạ không. Quá đâu rồi. Nhiều không? Dạ. Nhiều không? Rồi quá lên này, quá lên này. Nhiều quá. Dạ. Ngước đầu lên. Cúi xuống. Đưa lên xuống này. Đưa lên tay lên đây. Nhẹ cao lên. Giờ sao? Giờ dạ. Thế đau đã thế nào? Dạ, đau chỗ đây.
Đó này ha. Dạ. Người gái hả? Dạ. Cái một đứa gái thầy cả mấy người con. Đừng khổ cháu, không có con gái đâu. Dạ dạ, bữa qua, bữa kia nói chuyện với à, con. Đó, đó là cháu. Ơ cháu hả? Dạ. Dạ. Con gái ở đằng kia. Ở đâu thầy? Ở Bình Lá Vị Gác á. Ô vậy á. Dạ. Cháu làm trên đó. Trên đó. Dạ. Con cầu mong cho con chân nhà thầy sẽ sửa được không? Lâu quá anh dở không được, nó cảm thấy thất bại lắm thầy. Dạ. Dạ. Ông xã người nước nào? Dạ Mỹ. Dạ. Dạ. Con ngồi ngồi nghe con vô. Dạ con vô. Đưa nhiều ra sao chút. Dạ. Đâu. Hai tay là. Rồi, đưa lên trước lại. Đó, đó, giỏi hả? Dạ. Cũng nhiều lên nhiều hơn. Dạ, nhiều hơn mẹ. Rồi, để xuống, để xuống.
Cô sang đây rồi, anh vào đây, từ đây. Are you okay? Now, now, huh? Pretty good. Nhỏ vậy đó, đó. Yeah. Yeah. Từ từ, từ. Yeah. Tay nó không á, được lưu thông máu á, nó lạnh tay không? Yeah. Mà sao chừng con nắm tay của con gái, tay con gái nó lạnh không? Nó kêu tay má sao ấm? Ừ. Chia tay nào. Gió nhá, gió thành như cái gì giống gì đi. Dạ. Đấy, 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 thì mình làm hai tầng đấy. Dạ. Khi đưa lên thì sau nó thầy nó đau chỗ này thầy. Đau nào? Nó đau chỗ này. Thì nó máu bị nghẽn này, chắc không có điện, không có lưu thông quá. Bị cholesterol cao đó mới biết đây à, bị tới 363 rồi. Cao máu hả? Dạ không, cholesterol, dạ mỡ, nó bị xen, bị stuck á. Dạ. Nếu mà mình không chữa đó, nếu mà mình bị stroke luôn á. Dạ, ô vậy đó. Mà giờ bác sĩ đưa thuốc uống á mà hổm đi uống thuốc một tuần rồi hổm đi uống trái cây uống. Uống bưởi, nước bưởi á. Thầy nghĩ rồi chắc bây giờ con nghĩ trở lại thuốc của thầy. Phải uống uống thuốc, bác sĩ cho thuốc là mình phải uống suốt đời nha. Vậy là thầy. Ừ. Uống thuốc uống suốt đời mình không được nghỉ đâu. Vậy là thầy. Rồi còn thầy nghĩ mình nên uống hay là mình ép trái cây mình uống? Không biết có chịu có lại cái hộp đó không ạ? À? Cái hộp đó uống cũng xuống mở như đó, hộp có Ấn Độ á. Ồ, được. Mà tan đường rồi đó. Được, con uống gì cũng được thầy, đáng cỡ nào con uống được. Chứ còn uống thuốc, không uống suốt đời đó. Ồ, vậy không gì là thầy cho con uống. Ồ, đưa tay lên lại. Dạ, đưa lên hả thầy? Đưa. Wow, đỡ nhiều quá thầy. Ồ. Wow. Đó. Dạ. Bên đây thì tới đây. Thì đúng rồi. Dạ, dạ, tới đây. Bây giờ mình ngồi giữ thẳng thẳng này, mình giữ nghe cũng như dạ, dạ, mình dạ. Được mình từ trong á. Lên được không thầy? Lên. Lên được nhiều hay nhiều. Dạ. Về đó tập thể dục ha. Dạ, dạ. À. Tập sao thầy? Thì tập đó giống mình đưa tay lên là xuống, tay lên là xuống dạ, dạ, dạ. Wow. Mấy bữa đâu có đưa thẳng về được, mấy bữa đưa tay bữa trước khi đến thầy là chỉ tới đây thôi. Dạ. Mà đưa ra không được, bây giờ
tới đây rồi. Dạ. Yeah. Thầy ơi, con cầu nguyện dữ lắm, tự nhiên con sợ quá, sợ con cầu nguyện. Đúng rồi, cái này không có lấy được lúc stop á. Nó stop á. Dạ. Nó bị máu nó nghẽn, nó không lưu thông đó. Dạ. Mình thử cái tay mình ngắt thấy không? Dạ. Nhớ mình biết đau không? Dạ đau mà cũng chịu được. Nhưng mà thấy cảm thấy đau không? Dạ đau. Ờ đau đúng rồi đó. Ờ. Đau là đúng đó. Từ sáng giờ con bị đau nhiều nhất là đau lần trước vai á. Nó bị kẹt cái thầy hả? Dạ. Bị kẹt từ trên cái dài nó không đưa lên được. Máu không lưu thông. Máu hả? Dạ, máu không lưu thông. Máu không lưu thông thì dữ vậy hả thầy? Dạ. Răng sao thầy? Răng cũng không sao hết. Không vậy hả? Mình không bị hết, chỉ ngoài bị. Ô, bị máu hả thầy? À, máu. Có phải từ gì con bị cholesterol cao? Đúng không? Dạ. Dạ. Để làm cho mình mất ngãn, không lưu thông máu. Dạ. Larry, Master say the blood stop. It doesn't flow. Yeah, it's gonna go cholesterol too high. Mm, yeah. Very high. Yeah. It's not because the not the tendon, it's the blood. Blood so, stop. Stop. Oh, cái thuốc có gì? Cái thuốc gì thầy nói đắng á, uống cái đắng là được hả thầy? Cái đó nó về bị cao đường. Yeah. Uống cao đường mà hình như nó cũng hạ cái mỡ này nữa. Ô vậy đó thầy. Cái đó con Ấn Độ á. Dạ dạ. Con bị cao mỡ trong máu, cao quá trời luôn. Hồi lâu bác sĩ nói không chịu uống. Hồi lâu bác sĩ nói cao không uống dầu cá uống đi hết đi mua nữa thầy. Yeah. Giờ mấy năm sau giờ bị nặng quá. Khi mình ăn đồ mỡ đồ béo nhiều quá. Yeah. Thầy biết con ăn đồ biển thích đồ biển. Nó thầy nói. Con đâu biết giờ cũng sợ rồi. Cái thầy nói mà ăn trúng cái profit đó. Dạ, yeah, profit. Đó. Mấy hồi đi ăn buffet á thầy. Đó. Từ đi làm ra cuối tuần á thấy vui với đi ăn buffet, ăn quá trời. Dạ. Quá vậy đó. Dạ. Đó, rồi. Đưa tay ra tay vô rồi, đưa lên đưa xuống rồi. Dạ, mình tập thể dục á ha. Dạ. Yeah. Yeah. Living better? Much better. Oh, good. Is it hot right now? Yeah, I'm really good. No, she still can't go vertical with it. Yeah.
cách đây là 4 ngày là con đưa lên tới đây được, rồi ký xong cái con đi trị xong cái gì giờ đưa tới đây, nhưng mà hôm nay đưa tới đây. Dạ. Thời đó mà thôi. Được rồi, chưa đưa anh Hiếu được rồi. Anh Hiếu à? Dạ. Anh Hiếu. Dạ, cảm ơn anh Hiếu. It's higher than we're doing. Dạ. Đó, vậy chưa khó, ví dụ như cái này đó mình mua, biết cái đường wheatgrass nữa không? Dạ, biết. Đường wheatgrass này ha. Dạ. Mình đi thẳng lên tới gần cái Valley S4 á. Dạ. Nó có cái khu chợ Ấn Độ á. Dạ. Mình vô đó mình mua, đi chụp hình cái này đi. Dạ.